Kumon Kapramata Education Center chuyên dạy kèm toán và anh văn cho học sinh các cấp từ mẫu giáo đến trung học. Với hơn 60 năm kinh nghiệm và đã có mặt tại 55 quốc gia trên thế giới, riêng tại Úc, Kumon đã và đang có hơn 50.000 học sinh đang theo học. Kumon tin tưởng sẽ giúp học sinh đạt hiệu quả cao nhất trong môn toán và tiếng Anh. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên lạc Ly Dương qua số 0419 293 633 hoặc đến thẳng trung tâm tại 125 Kapramatta Road, East Kapramatta, New South Wales 2166. Melissa Lashes là một trong những cơ sở chuyên về dịch vụ nối mi và dạy nghề nối mi có uy tín tại khu vực West Sydney, với lượng khách thường xuyên gần đến con số 1.000 và hơn 100 học viên đã được đào tạo thành nghề. Melissa Lashes còn có lớp dạy nghề miễn phí dành cho các mẹ sinh của mâm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mọi chi tiết xin liên lạc Melissa qua số 0439-688-886 hoặc đến thẳng shop tại Level 1 trên 262 Macquarie Street, Liverpool, New South Wales 2170. Lily và Kim Hoàng, rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi điểm báo thế giới của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 7 Tây Tháng Giêng năm 2022. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước hết là về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam thì nhân số nhiễm bệnh mới ngày hôm qua vẫn ở mức rất cao là 16.417 trường hợp được phát hiện và cũng có tới 170 người cũng đã tử vong vì COVID-19. Và trong nhân số nhiễm bệnh mới ngày hôm qua thì Hà Nội vẫn dẫn đầu với 2.716 trường hợp nhiễm mới và đây cũng là mức cao kỷ lục mà Hà Nội ghi nhận từ trước đến nay. Trong khi đó thì Hải Phòng đứng hàng thứ nhì với 923 trường hợp. Và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị thì vẫn tiếp tục ghi nhận rất nhiều các trường hợp nhiễm COVID-19 mới mà đa số cũng là lây nhiễm trong cộng đồng. Và Cà Mau thì cũng ghi nhận ca mắc COVID-19 được cho là cao nhất các tỉnh ở miền Tây với hơn 700 ca. Ngoài ra ngày hôm qua thì Vĩnh Long cũng đã bổ sung thêm tới là hơn 9.370 trường hợp vào hệ thống thống kê các trường hợp COVID-19 của Bộ Y tế của quốc gia. Trong khi đó thì tình hình dịch bệnh tại Sài Gòn vẫn tiếp tục xu hướng giảm hạ. Ngày hôm qua chỉ còn 442 trường hợp nhiễm mới được phát hiện và 20 người nữa tử vong được cho có liên quan tới COVID-19. Và đây cũng được cho là số ca tử vong thấp nhất ở Sài Gòn trong một ngày trong 5 tháng vừa qua. Và đa số các trường hợp tử vong thì vẫn là những người có bệnh lý nền trên 65 tuổi và hiện cũng không có trường hợp nào là dưới 18 tuổi. Như vậy, tính chung số ca tử vong mà liên quan tới COVID-19 ở Sài Gòn tính đến nay là 20.050 trường hợp. Trong khi đó thì tại Bạc Liêu, mặc dù ngày hôm qua chỉ có 301 ca nhiễm cộng đồng mà thôi, tuy nhiên người dân tại Bạc Liêu đã gửi rất là nhiều những cái lá thư kêu cứu đến chính quyền các cấp tại tỉnh Bạc Liêu. Lý do là bởi vì trong thời gian vừa qua thì dịch bệnh cũng đã lây lan một cách rất là mạnh. Có một vài ngày, số ca nhiễm tại Bạc Liêu đã lên trên 800 ca nhiễm. Và đối với một cái tỉnh rất là nhỏ ở miền Tây như thế này, đó là một cái sự quá tải của hệ thống y tế. Cũng chính vì vậy mà kể từ đầu tháng 12 vừa qua, chính quyền Bạc Liêu đã đưa ra một cái tình trạng giới nghiêm cho toàn thể người dân từ thời điểm là 8 giờ tối cho đến 4 giờ sáng, trong khi những cái hoạt động ăn uống thì chỉ có thể được phép bán cho người dân mang về mà thôi, không được phục vụ tại chỗ. Và trong những cái lá thư kêu cứu gửi đến các cấp chính quyền thì những cái doanh nghiệp nhỏ lẻ như thế này, đặc biệt là trong lĩnh vực chiêu đãi và những cái nhà hàng, họ đã xin cho phép mở cửa để họ bán phục vụ ăn uống tại chỗ cho khách hàng, bởi vì đó là phương tiện duy nhất họ có thể kiếm được đồng ra đồng vào, trả tiền thuê mặt bằng. Mà hiện nay sau nhiều tháng không thể bán cho những người ăn uống tại chỗ, nhiều người đã rơi vào tình trạng phá sản. Chúng tôi không biết là chính quyền các cấp có lắng nghe lời kêu cứu này hay không. Tuy nhiên có thể nói tại tình sinh hoạt tài chánh của người dân tại Bạc Liêu đã rơi vào một cái điểm người ta cho là đen tối nhất trong suốt nhiều chục năm vừa qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn một thông tin liên quan đến kinh tế.
đó là việc Trung Quốc mà chặn hàng hóa Việt Nam ở khu vực biên giới phía Bắc thì đã diễn ra vài tuần qua, nhưng mà đến nay thì chính quyền các cấp ở Việt Nam thì vẫn chưa tìm được nguyên nhân cũng như giải pháp nào khác ngoài là những kêu gọi chính người dân trong nước là giải cứu cho các cái xe hàng chở đồ trái cây tươi này. Tức là kêu gọi người dân mua giúp hàng, giúp các thương lái hay là các chủ nhà vườn để tránh tình trạng họ phải đổ đi. Trong khi đó thì Trung Quốc được cho là sẽ tiếp tục ngăn chặn nhập hàng hóa của Việt Nam trong nhiều tháng nữa. Và câu hỏi được đặt ra hiện nay thì đâu là nguyên nhân thực sự và cái giải pháp cho Việt Nam để tìm tháo gỡ cho vấn đề này là như thế nào? Đến nay thì nguyên nhân mà Trung Quốc ngừng nhập hàng trái cây hay là thực phẩm đông lạnh của Việt Nam thì vẫn rất là mập mờ. Chẳng hạn như vào ngày 17 tháng 8 năm 2021 thì tại cửa khẩu Kim Thành ở Lào Cai thì Trung Quốc tuyên bố là phát hiện dấu COVID-19 trên trái thanh long của Việt Nam và từ đó là ngừng hẳn nhập khẩu trái thanh long của Việt Nam. Và đến ngày 27 tháng 11 năm 2021 thì Trung Quốc lại ngừng nhập khẩu toàn bộ trái cây tươi của Việt Nam mà cũng chỉ đưa ra với lý do là các cái tỉnh giáp biên giới Trung Quốc là có các trường hợp nhiễm COVID-19 nên cần phong tỏa, do vậy mà không có những cái giao thương buôn bán với người dân qua biên giới hai nước. Và mới đây thì cơ quan phòng chống dịch ở thành phố Bằng Tường cũng đã thông báo là sẽ tạm ngừng nhập khẩu thanh long Việt Nam trong 4 tuần do cũng có 3 lô thanh long Việt Nam là có xét nghiệm virus COVID-19. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là COVID-19 thì có lây qua đường thực phẩm hay không? Và hiện nay ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới WHO hay là các nhà khoa học cũng đều đã nêu rõ rằng là không có bằng chứng nào xác nhận là con người nhiễm COVID-19 qua thực phẩm hay là bao bì đóng gói. Thế nhưng mà đó lại chính là lý do mà Trung Quốc đưa ra để dừng nhập khẩu hàng của Việt Nam. Vâng, nói cái lý do họ đưa ra là chúng ta cũng biết là nó không chính đáng rồi. Tuy nhiên một cách chính thức thì đó là lý do được nêu ra trên các trang website. Còn một cách không chính thức, theo một bài viết trên tờ BBC ngày hôm nay thì họ cho rằng tất cả những cái hành động đóng cửa khẩu giữa Trung Quốc và Việt Nam đã là một cái tín hiệu để Trung Quốc cho biết là họ đang có một cái sự răn đe đối với sinh hoạt kinh tế tại Việt Nam. Lý do Trung Quốc muốn răn đe Việt Nam là gì chúng tôi không biết được. Tuy nhiên nếu mà chúng ta sơ lược qua những cái dữ kiện quan trọng trong năm 2021 vừa qua thì rõ ràng là ban giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có vẻ nhích lại gần hơn sau khi hàng loạt những cái quan chức cao cấp của chính quyền Joe Biden đã viếng thăm Việt Nam, đặc biệt là nữ phó tổng thống Kamala Harris và sau đó là bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin. Tất cả những cái nhân vật này khi họ đến Việt Nam chắc chắn là họ có mục đích của họ chứ không chỉ đơn thuần chỉ là một cái chuyến viếng thăm, bởi vì cái vai trò của Việt Nam trong cái bối cảnh địa chính trị ngày nay. Và vì vậy mà Trung Quốc đã đưa ra những cảnh báo thông qua việc ngăn chặn toàn bộ những cái hàng hóa xuất khẩu qua lại giữa hai nước và việc đóng tất cả các cửa khẩu biên giới, kể cả những cái cửa khẩu tại Quảng Ninh, tại Lào Cai hoặc tại Lạng Sơn đã cho thấy là chúng ta hoặc là những cái thương lái Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng bế tắc trong một cái thời gian rất dài, là bởi vì cho đến thời điểm này thì hầu như là nông sản của Việt Nam đều xuất qua thị trường Trung Quốc là thị trường chính, và đặc biệt là họ chọn phương pháp là xuất khẩu theo cái lối tiểu ngạch, có nghĩa là những cái xe tải sẽ chở hàng qua lại và những cái trao đổi sẽ diễn ra ngay tại cửa khẩu biên giới, chứ họ không ưa chuộng những cái phương pháp mà những cái quy mô khác như là xuất khẩu bằng đường biển hoặc là bằng đường tàu. Hiện nay thì trong cái bối cảnh khó khăn này, một vài thương lái Việt Nam cũng đang bắt đầu tìm hiểu làm thế nào để xuất khẩu qua Trung Quốc mà không qua cái hình thức tiểu ngạch. Nếu mà xuất khẩu bằng đường tàu thì đó những cái chi phí nó sẽ gia tăng rất nhiều. Thứ nhất là cái vấn đề shipping fee, có nghĩa là cái tiền vận chuyển hiện nay nó đã gia tăng gấp 3 hoặc gấp 4 lần so với trước đây. Và thứ nhì, một cái vấn đề mà không ai có thể nghĩ tới, đó là khi chúng ta xuất hàng đi, đặc biệt là hàng trái cây tươi, thì chúng ta cần phải xuất trong những cái container lạnh để mà có thể bảo quản được trái cây. Và việc thiếu hụt những cái container lạnh này đang là một cái vấn đề vô cùng nghiêm trọng, cho dù cho chúng ta có tàu để xuất đi, nhưng không có những cái công hàng lạnh này thì cũng không thể nào xuất trái cây đi được. Vâng, đúng vậy đó. Bây giờ việc vận chuyển, chuyển hàng từ đường bộ mà chuyển sang đường biển thì lại đang gây ra cái tình trạng gọi là buôn bán chợ đen công tơ lạnh ở Việt Nam.
mà theo ông Phạm Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, thì nếu mà giá trước đây mà vừa một cước để vận chuyển công tơ lạnh chỉ khoảng từ 3 đến 40 triệu đồng mà thôi, thì nay cũng tăng lên tới là 200 triệu đồng. Và cộng với chi phí vỏ của công tơ lạnh này nữa cũng tăng cao, tức khiến cho chi phí đầu vào để xuất hàng đi của doanh nghiệp hiện nay lên rất cao. Và đương nhiên như thế thì lợi nhuận mà mỗi doanh nghiệp thu được là cũng giảm rất là nhiều. Trong khi đó thì hiện nay rất nhiều trái cây để chuẩn bị phục vụ cho thị trường Tết cũng như phục vụ xuất khẩu thì cũng đang là vào vụ. Đặc biệt theo thống kê ước tính của các tỉnh cho thấy là đang có đến 300.000 tấn thanh long đang vào vụ nhưng mà chưa có đầu ra nên chưa được hái. Bởi Trung Quốc hiện nay thị trường chủ lực của Việt Nam là đang ngừng nhập khẩu trái thanh long của Việt Nam, gây rất nhiều khó khăn cho không chỉ thương lái mà các nhà vườn nữa. Ngoài trái thanh long thì hiện nay rất nhiều loại trái cây ăn quả khác ở Việt Nam cũng đang rất cần thị trường đầu ra và kết nối tiêu thụ như là chuối ở Đồng Nai, Sóc Trăng hay là xoài tại Đồng Tháp, Trà Vinh hay là thậm chí là mít giống mít Thái ở Vĩnh Long. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một cái bài toán mà chúng hiện tại trong cái thời điểm này rất khó đưa ra những cái giải đáp, là bởi vì ở Việt Nam cũng như là ở Trung Quốc đang tiến gần đến giai đoạn Tết Nguyên Đán. Và thông thường theo phong tục tập quán thì thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán trước và sau sẽ kéo dài rất lâu, có thể là 15 ngày trước Tết và 15 ngày sau Tết, tổng cộng thời gian là một tháng. Thì chắc chắn là khoảng thời gian một tháng này trái cây không thể được bảo quản tươi để mà chờ xuất sang được Trung Quốc. Và điều này cũng có nghĩa là tất cả nhà vườn tại Việt Nam, những người đã đầu tư rất nhiều trong cái việc mua cây giống cũng như là phân bón và chăm sóc trong suốt một năm vừa qua sẽ trắng tay trong cái mùa Tết Nguyên Đán lần này. Và chưa chắc gì trong năm tới 2000 sau Tết Nguyên Đán thì Việt Nam có được một cái thị trường mới để mà xuất khẩu những cái lô hàng này, bởi vì trái cây của Việt Nam nói riêng và tất cả những cái sản phẩm khác của Việt Nam vẫn chưa đạt được chất lượng của các quốc gia phương Tây mà họ yêu cầu, như là tại Mỹ hoặc là tại châu Âu. Và vì vậy chúng ta vẫn không biết là cái sinh hoạt kinh tế Việt Nam sẽ như thế nào khi mà người dân Việt Nam đã rất là khốn khổ trong suốt năm đại dịch 2021 vừa qua. Vâng, với 80% dân số Việt Nam là phụ thuộc vào ngành nông nghiệp, và trong đó cũng rất nhiều người ngoài trồng lúa ra thì là trồng trái cây, mà bây giờ là trái cây thì tắc đường ra, mà trong khi tìm các thị trường khác thì như chị Kim Hoàng nói là rất khó trong thời gian ngắn hạn. Do vậy mà chắc chắn là trước mắt là người dân, đặc biệt là các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, chắc chắn là năm nay sẽ đón một cái Tết rất là buồn khi mà trái cây không hề tiêu thụ được. Còn trở lại với tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu, thì thưa quý vị và các bạn, thế giới hiện nay cũng đã ghi nhận xấp xỉ con số là 300 triệu người đã nhiễm COVID-19. Và cụ thể thì theo trang thống kê Worldometer Info thì tính đến 22 giờ ngày hôm qua 6 tháng 1 thì thế giới cũng đã ghi nhận tổng cộng là trên 298.549 trường hợp đã mắc COVID-19. Trong số đó thì có đã trên 5.448.000 người đã tử vong vì COVID-19. Và hiện nay là có trên 256 triệu bệnh nhân được cho là cũng đã phục hồi sau khi đã nhiễm COVID-19. Tuy nhiên vẫn còn trên 36 triệu người đang phải điều trị liên quan đến dịch bệnh này. Và kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, Hoa Kỳ đã gây ngạc nhiên cho toàn thế giới khi công bố ca nhiễm đã vượt mức 1 triệu người. Và đây không phải là diễn ra trong một ngày, mà nhân số 1 triệu ca nhiễm tại Hoa Kỳ đã liên tục xảy ra trong vài ngày qua. Trong khi đó, tại châu Âu, nước Pháp cũng vừa mới gây kinh ngạc khi ngày hôm qua họ loan báo là đã có trên 330.000 ca nhiễm chỉ trong một ngày. Đây là số ca nhiễm không những là cao nhất tại Pháp kể từ đầu đại dịch cho đến nay, mà cũng là số ca nhiễm cao nhất tại châu Âu. Trước đó thì nước Pháp chỉ có khoảng 270.000 ca nhiễm mà thôi vào thời đỉnh dịch. Tuy nhiên, chúng ta không biết là 330.000 ca nhiễm này có phải là đỉnh dịch tại Pháp hay chưa, hay lại là những cái sự gia tăng tiếp nối trong những ngày sắp tới, khi mà Tổng thống Pháp Macron đã tỏ ra rất là tức giận với những người chưa chủng ngừa, và ông cho rằng chính những người chưa chủng ngừa này đã gây ra cái sự lây lan mạnh mẽ với chủng Omicron hiện nay. Tuy nhiên, tỷ lệ chủng ngừa tại Pháp thì rất là cao, và chúng ta cũng biết là cho dù chủng ngừa đủ 2 liều và thậm chí đã chích
mũi booster thứ ba rồi thì nguy cơ lây lan với Omicron vẫn có thể xảy ra. Điều khác biệt là Omicron không gây ra tình trạng bệnh tật nặng hơn hoặc là cần phải chữa trị tại ICU, và điều này đã được xác nhận tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ngoài nước Pháp thì một vài quốc gia khác ở châu Âu cũng tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong những ngày vừa qua. Vâng, cụ thể thưa quý vị và các bạn, như tại Italy thì cũng thông báo có tới trên 189.000 ca mắc trong một ngày. Bồ Đào Nha cũng ghi nhận gần 40.000 ca mắc mới trong một ngày, trong khi con số này tại Thổ Nhĩ Kỳ là trên 66.000 ca, Thụy Điển cũng là trên 17.000 ca và Hà Lan cũng trên 24.000 ca và Israel cũng là xấp xỉ 12.000 ca. Và trước cái nguy cơ bùng phát mạnh của dịch với chủng Omicron này thì chính phủ Italia dự kiến cũng sẽ bắt buộc những người trên 50 tuổi phải chủng ngừa COVID-19. Ngoài ra thì tại Bồ Đào Nha, số ca mắc cao kỷ lục hiện nay cũng đã diễn ra trong bối cảnh mà nước này cũng chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 30 tháng 1 tới. Do vậy mà vào cái thời điểm đó, các chuyên gia dự tính là sẽ có khoảng 400.000 người là có thể bị cách ly, tức là không thể thực hiện quyền bầu cử của mình, tức là không ra ngoài bỏ phiếu được. Và hiện nay nước này cũng đang xem xét là giảm cái thời gian cách ly bắt buộc đối với số ca dương tính từ 10 ngày xuống còn 7 ngày đối với những người mà không còn triệu chứng hay chỉ có những triệu chứng nhẹ mà thôi. Bồ Đào Nha thì hiện nay có dân số là khoảng 10 triệu người, và với tỷ lệ mà tới 400.000 người và phải sống cách ly thì có lẽ ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả của cuộc bỏ phiếu vào ngày 30 tháng 1. Trong khi đó thì tại Trung Quốc, kính thưa quý vị, liên tục trong những ngày vừa qua thì Trung Quốc đã ghi nhận một vài ca nhiễm. Đối với thế giới thì với 189 ca nhiễm ngày hôm qua là con số rất là nhỏ. Nhưng đối với Trung Quốc, một đất nước có hơn 1 tỷ 400 triệu người, họ cho rằng 189 người nhiễm đó là một cái sự thật không thể chấp nhận được. Và vì vậy mà hàng loạt những cái biện pháp chặt kiểm soát chặt chẽ đã được ban hành. Cụ thể là tại thành phố Tây An với 13 triệu dân đã bị phong tỏa hoàn toàn hơn 2 tuần lễ vừa qua. Và cũng bởi vì cái sự phong tỏa khắc nghiệt này mà ngày hôm qua một thai phụ đã bị mất đứa con của mình. Lý do rất là vô lý là bởi vì khi thai phụ này gặp vấn đề về sức khỏe thì người phụ nữ này đã được chuyển tới bệnh viện. Tuy nhiên bệnh viện yêu cầu là tất cả mọi bệnh nhân trước khi bước vào cổng bệnh viện phải có cái tờ giấy xét nghiệm 48 tiếng đồng hồ với kết quả là âm tính. Trong khi thai phụ này thì có cái tờ giấy xét nghiệm, tuy nhiên cái thời gian nó đã qua cái 48 tiếng đồng hồ rồi, có thể là nó đã vượt qua 1-2 tiếng đồng hồ và không thể xin lại một cái tờ giấy khác kịp thời. Và chỉ vì lý do như vậy, người thai phụ này đã ngồi ngoài cửa bệnh viện và chờ đợi cho đến khi bào thai trong bụng bị tử vong, vẫn không được đưa vào bên trong để chữa trị. Thông tin này đã gây sốc cho toàn thế giới là bởi vì cái chiến dịch Zero Covid nó quá cứng rắn tại Trung Quốc và cứng rắn đến mức độ giết đi một mạng người một cách vô lý như vậy. Và vì vậy mà giám đốc bệnh viện này cũng như là các cơ quan chức năng ở tỉnh Tây An cũng đã có lời xin lỗi và đối với nạn nhân. Và người ta đang đặt ra cái câu hỏi là liệu rằng cái kế hoạch Zero Covid của Trung Quốc có tiếp tục đạt được cái mục tiêu là zero ca nhiễm hay không, khi mà vào tháng 2 sắp tới Bắc Kinh phải mở cửa biên giới để đón hàng chục ngàn lực sĩ trên khắp thế giới đến tham dự Thế vận hội mùa đông. Vâng, thưa quý vị và các bạn, rất nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc bây giờ do áp dụng cái mục tiêu là zero COVID-19, tức là không còn ca nhiễm nào trong cộng đồng. Do vậy mà rất nhiều nơi cũng đã phải chịu cái lệnh phong tỏa. Chẳng hạn như cái thành phố Tây An, mà nơi có sản phụ vừa mất con vì những cái quy định rất là khắt khe như vậy, thì cũng đã có tới 13 triệu dân thì cũng đã bước sang ngày phong tỏa thứ 16. Tuy nhiên cái việc này cũng không chỉ là ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, mà hiện nay vấn đề mà cung cấp lương thực, thực phẩm cho 13 triệu dân của thành phố là gặp rất nhiều khó khăn. Theo cái quy định phong tỏa hiện nay thì cứ 2 ngày một lần thì một thành viên trong gia đình được ra ngoài để đi mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình mình. Tuy nhiên hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, mà chỉ có một số cửa hàng còn ít mở cửa, nhưng mà thực phẩm thì cũng rất là khan hiếm. Do vậy mà việc mua được thực phẩm cho gia đình mình là cả một vấn đề đối với người dân ở thành phố Tây An.
Trong khi đó thì hệ thống y tế của thành phố đang chịu lệnh phong tỏa này cũng đang bị kéo căng. Không phải vì số ca nhiễm, bởi thực tế số ca nhiễm so với thế giới cũng là rất ít, nhưng mà là do hiện nay ở thành phố là thực hiện xét nghiệm đại trà cho toàn thể người dân. Do vậy mà các nhân viên y tế của thành phố cũng đang phải làm việc hết sức mình để thực hiện xét nghiệm cho tới 13 triệu dân. Vâng, kính thưa quý vị, toàn thế giới đang dõi theo những cái kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại Trung Quốc, và mọi người vẫn đang trông chờ khi mà Bắc Kinh mở cửa để mà đón Thế vận hội mùa đông vào tháng 2. Thì sau thời điểm đó, Trung Quốc sẽ ra sao khi mà hầu như 2 năm vừa qua, Trung Quốc đã cô lập với thế giới bên ngoài? Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình Điểm báo Thế giới của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình vào ngày mai. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.